đề nghị thu hồi gần 1,7 tỷ đồng sai phạm tại thị xã An Khê. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng cấp bách thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Khai mạc hội nghị giao ban thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số, hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 2023. Bế mạc hội thi chỉ huy đội giỏi phụ trách sao giỏi sao di động chăm ngoan. Đầu tư dự án bố trí dân di cư tập trung huyện Ban Giang với tổng diện tích 11,7 hecta. 13 xã phường tranh tài ở hội thi thể thao các dân tộc thiểu số thành phố Pleiku. xin kính chào quý vị, quý vị đang xem bản tin 24 giờ thứ sáu ngày 21 tháng 4 năm 2023 được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút trên Báo Gia Lai điện tử và sau đây là nội dung chi tiết. kính thưa quý vị. Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có kết luận thanh tra số 05 về việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí và công tác đầu tư xây dựng tại Ủy ban nhân dân thị xã An Khê giai đoạn 2018-2021. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều đơn vị sai phạm với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Qua thanh tra tại 11 trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở, thanh tra tỉnh đã phát hiện tất cả các trường đều để xảy ra sai phạm như chi thanh toán tiền phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi cho 4 giáo viên thanh toán tiền tăng giờ cho 112 giáo viên sai quy định với tổng số tiền sai phạm là hơn 310 triệu đồng. Cùng qua thanh tra việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí và công tác đầu tư xây dựng tại 7 phòng ban chuyên môn thuộc quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê, thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm với số tiền hơn 1,13 tỷ đồng. Trong đó, sai phạm nhiều nhất xảy ra tại ban quản lý nhà máy rác và dịch vụ đô thị thị xã An Khê với số tiền hơn 846 triệu đồng. Tiếp đó là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã khi đã để xảy ra sai phạm tại 10 công trình với tổng số tiền gần 165 triệu đồng. Ngoài ra, thanh tra tỉnh cũng đã phát hiện tại 8 xã phương trên địa bàn thị xã An Khê đã để xảy ra sai phạm trong công tác đầu tư xây dựng với số tiền hơn 242 triệu đồng. Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã An Khê chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường trường học và phòng ban chuyên môn để xảy ra sai phạm kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân và tập thể liên quan. Đồng thời, chỉ đạo người đứng đầu trong các đơn vị có sai phạm chịu trách nhiệm thu hồi số tiền gần 1,7 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Chiều ngày 20 tháng 4 tại Hà Nội, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 tại tỉnh gia lai trong năm 2022 và các tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng một số đợt thiên tai bão số một hai bốn năm 2022 mưa lớn áp thấp nhiệt đới và mưa dông lốc xét gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhà nước và nhân dân theo đó tổng giá trị thiệt hại thiên tai gây ra khoảng 110,9 tỷ đồng giảm khoảng 57,3% so với năm 2021 Riêng trong tháng 3 và tháng 4 năm 2023, tổng thiệt hại do những đợt mưa lớn trái mùa gây ra hơn 5,9 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho rằng, công tác phòng chống thiên tai vẫn có một số tồn tại như vẫn còn thiệt hại đáng tiếc về người trong thiên tai việc thực hiện phương châm bốn tại chỗ nhất là xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở ở một số nơi hiệu quả chưa cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng nói chung cũng như công trình phòng chống thiên tai nói riêng còn thấp phương tiện trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn còn hạn chế, công tác dự báo, cảnh báo đối với một số hình thái thiên tai cực đoan như lũ quét, mưa lớn cực đoan, dòng lốc xét trong thời đoạn ngắn còn hạn chế. Sáng ngày 21 tháng 4 tại hội trường 19 tháng 5 thành phố Pleiku, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên cho biết, Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp huyện lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 10 năm 2012 đã đạt được những kết quả quan trọng. Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã thành phố cơ bản vận dụng và triển khai có hiệu quả các kinh nghiệm, giải pháp đã trao đổi tại hội nghị để khắc phục tồn tại hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trong thời gian qua. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh về tính chất là hội nghị trao đổi kinh nghiệm, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tin tưởng rằng hội nghị sẽ thu được nhiều kinh nghiệm hay và bài học quý, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, tạo sự gắn kết mật thiết hơn nữa giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân với cử tri và nhân dân. Để đại biểu Hội đồng Nhân dân thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với các cơ quan hữu quan. Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Hải Long ghi nhận và đánh giá cao năng lực kinh nghiệm của Tập đoàn VNPT. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chia sẻ tỉnh đang nỗ lực phổ cập, nâng cao kiến thức chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường. Việc ký kết lần này sẽ khởi đầu cho quá trình hợp tác chuyển đổi số được mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn của hai bên trong thời gian tới. Đây là cơ sở để góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số tỉnh Gia Lai trên cả ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Sáng ngày 20 tháng 4, tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam ngày 21 tháng 4. Tại chương trình diễn ra nhiều hoạt động như trưng bày giới thiệu sách và các mô hình xếp sách nghệ thuật, thế hệ trẻ phát động phong trào đọc sách, đọc sách báo tự chọn. Đặc biệt chương trình còn có buổi nói chuyện của tiến sĩ Vũ Dương Thúy Nga, nguyên vụ trưởng vụ thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về chủ đề phát triển văn hóa đọc và tầm quan trọng của việc đọc sách trong đời sống. Dịp này thư viện tỉnh đã tặng quà cho đại diện 4 trường trung học phổ thông phối hợp tốt với đơn vị trong công tác tuyên truyền giới tiểu sách gồm Chuyên Hùng Vương, Phan Bùi Châu, Lê Cô, Lê Lợi khen thưởng 18 học sinh là cộng tác viên của Thư viện trong việc giới thiệu, chia sẻ sách hay. Sáng ngày 21 tháng 4, tại nhà Thiếu Nhi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, tỉnh đoàn Hội đồng đội tỉnh đã bế mạc hội thi chỉ huy đội giỏi, phụ trách sao giỏi, sao nhi đồng chăm ngoan tỉnh Gia Lai năm 2023. Ban tổ chức đã trao hai giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 22 giải khuyến khích cho các thí sinh tham gia hội thi, chia đều cho hai phần thi chỉ huy đội giỏi và phụ trách sao giỏi. Trong đó, giải nhất phần thi chỉ huy đội giỏi được trao cho em Nguyễn Hoàng Thiên Kim, lớp 98 trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku. Giải nhất phần thi phụ trách sao giỏi được trao cho em Nguyễn Tâm Như, lớp 5A trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Chư Tây, huyện Đức Cơ. Tại nghị quyết số 222, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bố trí dân di cư tập trung huyện Mang Giang với tổng diện tích 11,7 hectare, kinh phí 14,98 tỷ đồng theo đó ubnd huyện mang giang được giao quản lý dự án mục tiêu dự án nhằm bố trí ổn định dân cư cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống trong vùng thiên tai đồng thời tạo điều kiện cho các hộ dân sớm ổn định nơi ăn trốn ở phát triển sản xuất nâng cao đời sống vật chất tinh thần đẩy mạnh phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội hội đồng nhân dân tỉnh giao ủy ban nhân dân huyện mang giang chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành dự án bố trí dân di cư tự do tập trung huyện mang giang trên cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của luật đầu tư công và pháp luật liên quan ủy ban nhân dân tỉnh gia lai và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ chất lượng và hiệu quả đầu tư Bản tin xin được tiếp tục với nội dung sau. Sáng ngày 21 tháng 4, tại nhà thi đấu thể thao xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đã diễn ra lễ khai mạc hội thi thể thao các dân tộc thiểu số thành phố Pleiku năm 2023. Dự lễ có lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku và các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Hội thi năm nay có sự tham gia của hơn 260 vận động viên đến từ 13 đoàn là các xã phường của thành phố Pleiku có là người dân tộc thiểu số sinh sống. Các vận động viên tranh tài 34 bộ huy chương của 6 môn gồm bóng đá, bóng chuyền, kéo co đẩy gậy, việt giả và bắn nỏ. Trong hai môn bóng đá và bóng chuyền đã khởi tranh từ ngày 10 tháng 4 được biết thành phố Pleiku là địa bàn phát triển mạnh các môn thể thao dân tộc thiểu số ở hội thi toàn tỉnh năm 2022 thành phố Pleiku đã giành giải nhất toàn đoàn nhiều vận động viên của thành phố Pleiku là nòng cốt của đội tuyển vận động viên dân tộc thiểu số toàn tỉnh trên tài ở hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc được tổ chức hàng năm. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin 24 giờ hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.